Vâng, xin chào quý vị và bạn trở lại với channel Hùng Xe Hơi à, Chắc là nếu mà em không làm cái video này thì nhiều bác cũng quên mất là con này là vẫn còn bán xe mới tại thị trường à, Ford EcoSport phiên bản Titanium 1.5L mức giá niêm yết đang là 646 triệu đồng à, Phiên bản này vào đầu năm 2021 đã được update form gần như là all new hoặc gọi là phê thì nó cũng không giống lắm Vì em chưa thấy ai phê uh, Eco như này cả À, đẹp xấu như nào thì là mắt thẩm mỹ của mỗi người. Tuy nhiên đã nâng cấp là sẽ tốt hơn. À, quý khách hàng à, tại thời điểm trước cũng khá là nhiều người không ưng với cái mai rùa của em nói phía sau đúng không ạ? Lốp dự phòng thì à, 2021 rồi chúng ta sẽ bỏ cái lốp dự phòng ấy đi. Trông thì em nó không hơi lạ mắt một tí. Tuy nhiên thì à, nó vẫn đảm bảo về cái độ thẩm mỹ khi chúng ta được thay bằng một thanh chrome to bản. Và trên Eco Sport thì à, chúng ta luôn biết đây là mẫu xe súp cỡ nhỏ gầm cao mức giá trung bình đó nếu mà so với một số đối thủ như Xpander hay Suzuki thì mình phải chấp nhận là những cái mẫu xe từ Hàn từ Nhật luôn có một cái ưu thế nhất định về độ rộng rãi và định hướng khách hàng trong khi Ford luôn định hướng đến những khách hàng trẻ trung năng động ưu tiên công nghệ đảm bảo sự an toàn đó thì uh, tất nhiên rồi chúng ta phải nhìn thấy cô sport từ 2014 lúc nó mới ra mắt nó là số 1 của cái dòng gầm cao cỡ nhỏ rồi đi lại trong đô thị thành phố rất ok uh, thời điểm này Eco Sport đang có mức giá khuyến mại dao động vào khoảng 610 đến 615 triệu tặng một năm bảo hiểm thân vỏ đi kèm với đó là combo phụ kiện chính hãng dán phim cách nhiệt trải sàn ra uh, quý khách hàng có nhu cầu đàm phán thêm về giá hay đơn giản tặng thêm một chiếc camera hành trình chẳng hạn quý khách hàng vui lòng bốc máy gọi giúp em theo hotline đang đính kèm trên video để được nhận cái báo giá sát nhất tại từng thời điểm và cái mức giá tốt nhất cho những cái dòng xe mà mình đang quan tâm à, về EcoSport Sport thì em cũng quay nhanh thôi có uh, video này là video báo giá nên uh, review xe mới thì chắc là em xin hẹn vào một cái video gần nhất Tại thị trường tỉnh thì mẫu xe này sẽ lăn bánh dao động vào khoảng 670 đến 675 triệu nhé Quý khách hàng tại tỉnh Bắc Ninh thì em rất vui lòng được mời một chén cà phê Rồi, uh, xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo